1. Mars Rover. Chiếc xe mà bạn nhìn thấy trên màn hình đã được phát triển tại trung tâm vũ trụ NASA. Nó dài 8,5m và cao 3,4m, rộng 4m. Phần thân vỏ bên ngoài của Mars Rover được chế tạo từ nhôm máy bay và sợi carbon để giảm trọng lượng. Bên trong Mars Rover là nội thất đầy đủ tiện nghi với hệ thống định vị vệ tinh, điều hòa không khí và radio. Hiện NASA chưa tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật cụ thể của Mars Rover, chỉ biết Mars Rover được trang bị những tấm pin năng lượng mặt trời và cụm pin 700W. Nếu lên sao Hỏa, Mars Rover chỉ có thể chạy ở tốc độ từ 16 đến 24 km/h. 2. Yamaha Motor Roid. Ra mắt tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017, điểm gây sốc của mẫu xe này lại nằm ở việc nó được tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo bằng cách sử dụng hàng loạt các cảm biến. Motor Roid có khả năng nhận dạng người lái, hiểu được những chuyển động của anh hoặc cô ta cũng như ghi nhận các mệnh lệnh. Khi nhận ra gương mặt và các hành động của chủ nhân, Yamaha Motor Roid với khả năng tự cân bằng sẽ tự động tiến đến gần chủ nhân khi được vẫy gọi. Khi đã ngồi lên xe, phần đuôi xe sẽ tự động thu lại để ôm lấy lưng của người lái. Hệ thống tự cân bằng trên Motor Roid được Yamaha gọi là AmSet. 3. Renault Clog. Clog là mẫu xe concept do Dung Chen Chai thiết kế đã giành chiến thắng tại cuộc thi thiết kế xe điện do Renault và trường Centre Saint-Martin tổ chức. Đây là cuộc thi thiết kế xe hơi nhấn mạnh các yếu tố như chạy bằng điện, tự hành và công nghệ kết nối. Clog sử dụng công nghệ Maglev, vận hành đa hướng và một dây đai tự trường để gắn kết nhiều khối lại với nhau. Thêm nữa, mẫu xe này còn có ứng dụng điều khiển đi kèm. Mẫu xe concept này rất có thể là hình dáng của những chiếc xe hơi trong tương lai không xa. 4. Terra Fuga TFX. Xe có thể sạc pin từ khối động cơ hoặc từ các trạm sạc điện. Với ưu thế kích thước nhỏ gọn, TFX có thể nằm gọn trong gara cũng như di chuyển trên mọi nẻo đường như những chiếc ô tô thông thường. Khi ở chế độ bay, phần cánh hai bên hông mở rộng, motor điện kết công suất 1MW ở đuôi xe sẽ hoạt động và nâng xe lên khỏi mặt đất. Hai cánh quạt nhỏ theo kiểu máy bay trực thăng sẽ cung cấp lực đẩy nếu cần và tự gập lại khi xe bay ở độ cao thông thường. Điều ấn tượng trên mẫu xe bay này chính là người lái không cần lo lắng về các thao tác định vị như một phương tiện hàng không, mà quá trình bay này sẽ do máy tính vận hành. Việc bạn cần làm chỉ là chọn điểm hạ cánh và hai phương án dự phòng khác. Trong trường hợp TFX phát hiện không đủ nhiên liệu đến một trong hai khu vực dự phòng khi khẩn cấp và tới điểm đến cuối cùng trong 30 phút. 5. Surfly. Surfly có thiết kế khá nhỏ gọn và đơn giản, được bố trí 4 cánh tay ở trên đầu để làm giá đỡ cho hệ thống động cơ điện. Sở hữu cấu trúc trọng lượng nhẹ với phần thân được chế tạo từ sợi carbon, mẫu VTOL này có thể chở được 2 người, bao gồm phi công và một hành khách. Nhà sản xuất cho biết, Surfly có thể bay liên tục khoảng 1 giờ khi bình xăng được đổ đầy. Tốc độ tối đa của nó là hơn 100 km/h và trần bay đạt hơn 1,2 cây số. Người dùng sẽ sử dụng hệ thống nút bấm và cần điều khiển joystick để thay đổi độ cao cũng như điều hướng cho nó. Ngoài ra, Surfly cũng được tích hợp tính năng lái tự động. Người ngồi bên trong chỉ việc lựa chọn điểm đến và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. 6. Surf ATV. Đúng như tên gọi của mình, Surf có thể vượt qua gần như mọi địa hình dù chúng phức tạp đến đâu. Như ta có thể thấy trong clip, xe có thể trèo đèo, lội suối, chạy bon bon trên tuyết hay thậm chí bơi khá nhẹ nhàng. Các vật thể cao không quá 0,7m cũng sẽ bị Surf ATV chinh phục dễ dàng. Để đạt được khả năng vận hành đáng kinh ngạc như vậy, Surf sử dụng hệ thống lốp không xăm áp suất thấp có khung xương kim loại ẩn bên trong. Tốc độ tối đa trên cạn của Surf là 45 km/h, trong khi dưới nước là 6,5 km/h. Giá mỗi xe khá phải chăng với mức khởi điểm chỉ 65.000 USD. 7. Ultra Heavily Farm PBS Connector. Chiếc UHAC này đúng là một con quái vật thực sự. Phiên bản thử nghiệm có kích thước 12,8m, tương đương 42 feet, rộng gần 8m, tương đương 26 feet, cao 5,2m, tương đương 17 feet và nặng 38 tấn. Tuy nhiên, kích thước này mới chỉ bằng một nửa so với phiên bản chính thức. Xích của chiếc UHAC, theo mô tả từ phòng thí nghiệm của Thủy quân Lục chiến Mỹ, là những khối xốp chứa bọt khí, đóng vai trò như mái chèo để đẩy tàu chạy trên mặt nước. Khi lên đến bãi biển, các tấm xốp vẫn đóng vai trò như bánh xích của xe tăng hoặc xe ủi đất, nhưng nhẹ hơn nhiều để giúp xe di chuyển trên mặt đất. Ở kích thước và tải trọng đầy đủ, dự kiến một chiếc UHAC có thể chở được 3 chiếc tăng Abrams M1, tải trọng có thể lên đến 190 tấn và có thể di chuyển trong một khoảng cách lên đến 200 hải lý, tương đương 370 km. 8. PAS 6x6 CBRN. Được thiết kế theo yêu cầu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các xe này có khả năng chống mìn, chống phục kích và khả năng bảo vệ binh sĩ trên xe cực tốt.
các thiết bị hình ảnh với 2 camera tầm nhiệt, 3 camera CCD được lắp trước và sau giúp lái xe và binh sĩ có thể quan sát rõ môi trường xung quanh, thiết bị truyền tin qua vệ tinh, thiết bị chống nhiễu. Xe chiến đấu BARI-66 có trọng tải 25.000 kg, có khả năng vượt dốc đứng 60 độ, vượt hố sâu 30 độ, vượt chướng ngại vật cao 70 cm. Xe được trang bị một động cơ diesel làm mát bằng nước. Thùng xe được thiết kế chống nổ và chống bị bắn thủng. Phía dưới gầm xe còn có thùng xăng dự trữ dùng trong trường hợp khẩn cấp.